Chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ACB Land. Sản phẩm chào bán hôm nay của chúng ta là căn nhà mặt tiền đường Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bất động sản đang giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích đất được công nhận là 111m², trong đó chiều ngang là 6m và chiều dài là 18,5m. Kết cấu xây dựng 1 trệt, 3 tầng lầu, cộng áp mái. Tổng diện tích sàn là 338m². Căn nhà được thiết kế bao gồm 5 phòng ngủ và 5 toilet. Căn nhà có hướng nhìn về hướng Bắc. Pháp lý sổ hồng đầy đủ và được hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị định giá tại thời điểm giao dịch. Hiện tại nhà đang có hợp đồng thuê dài hạn đến tháng 6 năm 2024 mới kết thúc hợp đồng thuê. Vị trí căn nhà đang chào bán, tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đường có lộ giới 18m rộng rãi, xe ô tô lưu thông thông thoáng. Từ vị trí bất động sản đang giao bán, có rất nhiều nhà hàng Hàn Quốc, Nhật Bản hoạt động kinh doanh mua bán sầm uất. Giá đang được chào bán là 38 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin về bất động sản đang chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509 để được tư vấn. Về vị trí địa lý, bất động sản giao bán tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí bất động sản giao bán, cách siêu thị Lotte Mart chỉ 3 km và cách trung tâm quận 1 chỉ từ 7 km. Cầu Kênh Tẻ, nút giao thông cửa ngõ của quận 7, là cầu nối giao thông kết nối với quận 4 và các quận trung tâm. Từ vị trí bất động sản đang giao bán, bạn chỉ mất từ 16 phút di chuyển xe là đến trung tâm Sài Gòn và bạn chỉ mất từ 5 phút là kết nối với mọi điểm đến tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Chợ Bến Thành, trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Giá chào bán cho bất động sản tại thời điểm tháng 10 năm 2022 là 38 tỷ đồng. Trong thời gian tới, nếu bất động sản đang chào bán có biến động về giá mua bán, chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi trong phần mô tả của video này hoặc giá sẽ được điều chỉnh trên tiêu đề của video. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chính xác thông tin giá mua bán mới nhất cũng như thông tin pháp lý về bất động sản đang được chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509 để được tư vấn. Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Video này chúng tôi sẽ tạm dừng sau vài phút ghi hình xung quanh vị trí bất động sản đang chào bán. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho đội ngũ chúng tôi một like và chia sẻ kênh để giúp chúng tôi vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo sẽ sớm được xuất bản trong vài ngày tới.